Xin chào toàn thể quý vị khán giả đã cùng quay trở lại với kênh YouTube của Hưng. Thì ở video trước Hưng đã giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới, đó là dòng DAC DA310 của Gillette, của hãng Gillette. Thì ngày hôm nay thì Hưng làm một video mới để mang tới cho anh em, đó là cách hướng dẫn giúp anh em tìm hiểu cách hướng dẫn sử dụng của cái con Gillette này. Bởi vì con này có rất nhiều tính năng quý vị nhé, có rất nhiều tính năng đáng để lưu ý. Đấy, thì ngày hôm nay Hưng sẽ làm một video để giúp quý vị nắm rõ về các cái chức năng của nó, để giúp anh em sử dụng dễ dàng hơn, thuận tiện hơn khi anh em sắm con Gillette này về. Đấy, đây một con DAC 24 bit 192kz. Thì đầu tiên thì ở đây Hưng phải đập hộp ra cho quý vị một con mới nhá. Đây, mở hộp ra thì bên trong nó có một con cục DAC Gillette này. Ở bên dưới quý vị mở ngăn bên dưới nhá. Ngăn bên dưới thì nó sẽ có một cái điều khiển. Đấy, một cái điều khiển, một cục nguồn. Đấy, dây nguồn và một cái dây Bluetooth, và còn có một dây quang, dây quang theo máy quý vị nhá. Đây, dây quang của nó đây. Đây là dây quang theo máy. Quý vị có thể là nâng cấp những loại dây quang tốt hơn, cao cấp hơn thì quý vị cần thì quý vị có thể là bảo Hưng, Hưng sẽ nâng cấp cho quý vị. Còn đây là dây quang theo máy. Đấy, anh em nào không cầu kỳ quá thì anh em có thể sử dụng loại dây quang này. Hưng để sang một bên thì chúng ta cùng lắp cái dây Bluetooth vào. Con này thì sử dụng rất là đơn giản thôi. Đấy, nhưng mà cũng khá nhiều chức năng để anh em phải lưu ý. Đấy, cắm cục nguồn. Nguồn của nó là nguồn DC 5V quý vị nhé. Nguồn 5V. Thế nên quý vị lưu ý đừng cắm cục nguồn khác vào. Đây, Hưng ví dụ. Đấy, cắm nguồn. Đây. Nguồn của nó là nguồn DC 5V. Đấy. Thế nên là quý vị nên lưu ý. Đấy, đừng cắm cục nguồn khác linh tinh vào. Và đằng sau là nó có một nút. Nút này là nút mở, tắt mở nguồn. Đấy. Hiện tại thì nó đang mở. Đấy, hiện tại đang có đèn đang mở. Nếu mà chưa mở thì quý vị bật nó lên. Đấy, bật nó lên thì nó sẽ hiện đèn ở chỗ power này. Đấy, hiện đèn nguồn. Đấy, thì Hưng để sang một bên bởi vì Hưng đã kết nối sẵn một con ở đây rồi. Đấy, để cho anh em xem. Đấy, sau khi kết nối dây nguồn này, dây Bluetooth thì chúng ta kết nối dây AV. Đây quý vị nhìn này. Đấy, Hưng kết nối dây AV với cả âm ly. Đấy, xuống âm ly qua đường hai đường AV R và L. Đấy, quý vị nhìn kỹ ở sau này. Đấy, Hưng đã kết nối. Và bây giờ chúng ta chỉ việc sử dụng. Ví dụ đầu tiên là chúng ta sử dụng qua cổng Bluetooth. Đấy, cổng Bluetooth thì rất là đơn giản rồi. Ở trên điều khiển, ở trên điều khiển nó tích hợp tất cả các chức năng quý vị nhá. Đấy, Bluetooth thì nó có chữ ký hiệu là BT này. Đấy, quý vị ấn BT một phát xong quý vị kết nối bằng máy điện thoại như bình thường. Đấy, đây để Hưng kết nối luôn để cho anh em xem. Quý vị vào cài đặt của máy điện thoại, vào kết nối Bluetooth nhá. Đấy, bật Bluetooth lên. Đấy, Bluetooth của cái con Gillette này nó sẽ có tên là DA310 quý vị nhá. DA310. Đấy, quý vị ấn kết nối vào. Đấy, ghép đôi, nó đang ghép đôi. Đấy, là ghép đôi được, là quý vị ghép đôi xong cái đấy nó sẽ kêu, và quý vị ấn bật bài nhạc mà quý vị cần, là quý vị có thể là thưởng thức nhạc qua điện thoại. Ngoài ra thì quý vị có thể là hát karaoke. Đấy, đây có một cổng mic nhá quý vị nhá. Quý vị lưu ý đây, ở đây có một cổng mic. Đấy, cái cổng này thì quý vị hoàn toàn có thể là cắm dây mic vào và hát karaoke trực tiếp luôn, rất là đơn giản. Đấy, quý vị chỉ việc bắt nhạc qua YouTube từ điện thoại này, rất là tiện. Và quý vị hát live stream cũng được này. Đấy, cắm qua cái đường mic này. Đấy, là rất là ok. Ngoài ra thì cổng quang thì Hưng đã chuẩn bị một dây quang sẵn ở đây rồi. Đấy, dây quang này thì Hưng đã, đầu kia Hưng đã kết nối với TV. Đầu này quý vị chỉ cần cắm đúng thôi. Đấy, đầu bẹt ở bên trên nhá. Đấy, cắm đúng cái tạch cái là xong. Cắm rất là êm. À, quý vị sau khi cắm cổng quang thì quý vị chỉ việc ấn chữ OPT. Đấy, đó là ký hiệu của cổng quang ở trên điều khiển. Quý vị ấn một phát và đấy, và đã có nhạc hiện lên, và lúc này là nó chuyển sang màu đỏ quý vị nhá. Đấy, lúc ấy màu xanh và nó chuyển sang màu đỏ là quý vị đã kết nối xong phần cổng quang. Đấy, ngoài ra thì còn có cổng USB. Cổng USB này thì quý vị có thể sử dụng ổ cứng. Đấy, các cái ổ cứng như thế này. Đấy, em quay ra rõ cái cho quý vị xem. Đây là ổ cứng. Đấy, ngoài ra thì quý vị có thể sử dụng USB. Quý vị cắm trực tiếp vào đây. Đấy, quý vị cắm trực tiếp vào đây.
và nó đã hiện lên màu xanh xanh lá cây là nó đã kết nối rồi. Quý vị chỉ việc thưởng thức ấn ở trên này. Đấy, có các chế độ lách bài, qua bài ở trên điều khiển được tích hợp hết. Lách bài này, và tạm dừng này, stop này và mute này, tắt tiếng mở tiếng này, đầy đủ, tăng giảm âm lượng của mic rồi là chuyển các chế độ nghe. Đấy, nó có cả chuyển các chế độ nghe nhá quý vị nhá. Ở chữ SE này, nó ký hiệu là chữ SE. Đấy, chuyển các cái chế độ nghe. Ví dụ như là jack hoặc là các cái chế độ nghe nhạc khác nhau. Đấy, quý vị có thể chuyển ở cái nút SE này. Ở trên con này thì ngoài ra thì còn có cổng qua đồng trục. Đấy, COSEAN. Cổng đồng trục này dành cho anh em nào kết nối với cả CD. Đấy, đầu CD thì kết nối bằng cổng COSEAN đồng trục này. Đấy. Thì con này sử dụng rất đơn giản thôi. Ngoài ra nó còn có cổng 3.5 quý vị nhé. Cổng tai nghe 3.5. Đấy, dành cho anh em nào thích nghe nhạc bằng tai nghe cũng rất là ok. Đấy, chúng ta chỉ việc cắm vào thôi là nó tự kết nối. Đấy. Thì con này sử dụng rất là đơn giản. Thì quý vị có thể là vừa thấy là Hưng đã hướng dẫn xong cho quý vị các cái cách kết nối của con DAC DA310 gì của hãng Gillette này. Đấy, thì quý vị còn những thắc mắc gì có thể là liên hệ trực tiếp cho Hưng qua số điện thoại 0963411622 hoặc 0963411622 nhé quý vị nhé. Đấy là số điện thoại chính của Hưng. Đấy, 0963411622. Để biết thêm chi tiết hay là cần Hưng giới thiệu thêm, cần tìm hiểu thêm bất kể cái gì thì quý vị có thể là liên hệ trực tiếp cho Hưng hoặc để lại bình luận bên phía dưới, Hưng sẽ trả lời lại cho quý vị bằng những video rất là đơn giản thôi. Đấy. Một con giải mã DAC 24 bit 192kHz với rất nhiều tính năng, chỉ có giá là 950.000 quý vị nhé. 950.000 một con giải mã của hãng Gillette. Đấy, rất nhiều tính năng, có thể hát karaoke từ mic này, qua đường mic này, có thể là chơi trực tiếp cổng USB, cổng ổ cứng. Đấy, có thể là chơi cổng quang này, OPT này. Ngoài ra thì có cổng tai nghe này 3.5 này. Đấy, và rất nhiều các tính năng như Bluetooth. Đấy. Và video thì Hưng sẽ kết thúc tại đây. Thì vừa rồi là Hưng đã giới thiệu xong giúp quý vị nắm bắt về cái cách sử dụng cái con Gillette này. Thì quý vị cần còn những thắc mắc gì có thể liên hệ trực tiếp đến cho Hưng hoặc có thể để lại dưới bình luận những cái câu hỏi Hưng sẽ trả lời cho quý vị. Đấy. Thì con này trị giá là 950.000 một bộ quý vị nhá. 950.000 một bộ. Đấy, bảo hành là 1 năm, lỗi đổi mới và hoàn toàn là quý vị có thể yên tâm về chất lượng của nó. Cái thông số của nó đó là 24 bit 192kHz, rất là lớn quý vị nhá. Và video thì Hưng xin phép kết thúc, mong mọi người ủng hộ những lượt like và đặc biệt hãy đăng ký kênh, nút đăng ký ngay bên tay phải góc phải màn hình quý vị nhé. Quý vị hãy ấn đăng ký kênh để thường xuyên cập nhật về những món đồ chơi, phụ kiện audio mới nhất và giá cả rất là hợp lý. Video mình xin phép kết thúc, xin chào toàn thể mọi người, xin chào và hẹn gặp lại.